Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi. Ngày 13, quyển 74, Đấng tạo hóa khôn ngoan, Kinh Thánh Châm Ngôn đoạn 3 câu 19 câu 20. Câu ghi nhớ Châm Ngôn đoạn 3 câu 19. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các tầng trời. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 19-20. Châm Ngôn là sách gần chính giữa Kinh Thánh, gần Thi Thiên, sau Thi Thiên. Châm Ngôn đoạn 3, Kinh Thánh Cựu Ước trang 596. Châm Ngôn đoạn 3 câu 19-20. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các tầng trời. Do sự hiểu biết Ngài, các vực sâu mở ra và mây đặt ra sương móc. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ câu 19 nhé. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các tầng trời. Chúng ta cùng đọc câu ghi nhớ đã được tô màu nhé. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các tầng trời. Trong phần tìm hiểu, Đức Giê-hô-va dùng sự gì các em? Đây, câu ghi nhớ chúng ta đây. Sự khôn ngoan lập nên trái đất. Sự khôn ngoan chúng ta điền vào. Nhờ sự Chúa sắp đặt các tầng trời. Nhờ sự gì các em? Nhờ sự thông sáng Chúa sắp đặt các tầng trời. Khi nhìn ra thế giới chung quanh hoặc nhìn lại chính em thấy Đấng tạo hóa toàn năng đã dựng nên vũ trụ này và con người theo sự khôn ngoan tuyệt vời của Ngài. Chúng ta thấy rằng thế giới ở chung quanh em rất là nhiều điều kỳ diệu mà Chúa đã tạo dựng nên. Khi chúng ta nhìn lên bầu trời, đây ngôi sao, có mặt trời, mặt trăng, có mây, có gió, có mưa, có nắng, tất cả những điều đó Chúa tạo dựng nên. Rồi muôn loài cây cối, các loài chim, các loài cá, các loài động vật, và nhất là con người chúng ta, Chúa tạo dựng nên rất là tuyệt vời. Chúa là Đấng toàn năng, có nghĩa là Chúa làm được mọi việc. Chúa là Đấng khôn ngoan, Chúa là nguồn của sự khôn ngoan, Chúa là Đấng thông sáng. Nhận biết sự khôn ngoan là điều đáng đeo đuổi tìm kiếm. Chính Chúa đã dùng sự khôn ngoan để tạo dựng vũ trụ này. Thực hành, em cảm ơn Chúa về sự sáng tạo kỳ diệu của Ngài trên từng chi tiết bộ phận trong con người của em, cũng như trên cả vũ trụ này. Ta thấy đây là hình ảnh Chúa Giê-xu tạo dựng nên quả địa cầu này, tất cả ở trong tay của Chúa. Và chúng ta thấy rằng tất cả những cái bộ phận trên cơ thể mình rất là kỳ diệu. Có câu kinh thánh là: con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng con biết rõ lắm. Chúng ta biết rằng cái ngón tay của chúng ta thôi, cái dấu vân tay này, thì không có một cái dấu vân tay nào giống cái dấu vân tay nào hết. Hàng mấy tỷ người ở trên thế giới thì cái dấu vân tay của mỗi người lại khác nhau. Cho nên là khi các em đi làm thẻ căn cước hay là chứng minh nhân dân đó,
thì người ta thường hay lăn dấu tay để người ta biết rằng cái dấu tay này là của các em và không có ai giống ai hết. Chúa tạo dựng nên rất là đặc biệt, rất là diệu kỳ, và từng bộ phận trong cơ thể mình thật là tuyệt vời. Chúa tạo dựng nên mọi loài rất là tuyệt vời. Gợi ý cầu nguyện: xin Chúa cho em thấy những việc lạ lùng Chúa làm trong em và chung quanh em để em luôn biết ơn và tin cậy nơi Chúa nhiều hơn. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa toàn năng, con ngợi khen Chúa. Chúa, cảm tạ Chúa. Là đấng tạo hóa. Tạo hóa là Chúa tạo dựng nên tất cả đó. Khôn ngoan, toàn năng, Ngài đã tạo dựng cả vũ trụ và chính con. Thật tuyệt vời. Chúng ta dâng lên lời ngợi khen cảm tạ Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa toàn năng, con ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa là đấng tạo hóa khôn ngoan, toàn năng. Ngài đã tạo dựng cả vũ trụ và chính con, thật tuyệt vời. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi một ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại vào bài học tiếp theo ngày mai nhé.